Cái nỗi ám ảnh đầu tiên của mình ấy, mỗi khi mà mùa hè đến ấy, là tóc mình ra rất là nhiều dầu và mình vuốt sáp không hề đẹp. Và nếu như các bạn cũng đang bị tình trạng như tóc của mình vào mùa hè thì video này là dành cho các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình sẽ giới thiệu với cả mọi người một cái lọ sáp mà mình vừa mới tìm ra và ngay lập tức mình đã sử dụng và trải nghiệm nó, và sau đó thì sẽ đem đến cho các bạn ngày hôm nay. Nếu như các bạn là một người fan chân chính của mình thì chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã biết đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Dapperdan. Dapperdan là một thương hiệu bán sáp vuốt tóc, những sản phẩm grooming đến từ nước Anh. Mình đã làm một cái video review về con Dapperdan Clay rồi. Thì ngày hôm nay mình mới tìm ra được một con này nó còn ngon hơn cả con đấy vào mùa hè nữa. Thì đó chính là con Dapperdan Ultra Matte Clay. À, mình đã sử dụng cái sản phẩm này đâu đó được khoảng 3 tuần rồi. Chính vì vậy cho nên mình có một cái đánh giá khá là chi tiết và khá là thật mà mình muốn chia sẻ với cả mọi người. Cái sản phẩm này thì mình tìm ra ở một chỗ cũng rất là quen thuộc thôi, đó chính là Tony Store. Tony Store là một trong những cái đơn vị bán sáp vuốt tóc ngoại mà mình cũng thường xuyên sử dụng ở Tony Store. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi về thiết kế của sản phẩm. Với thiết kế của sản phẩm ấy, thì như mọi người có thể thấy đây là chúng ta sẽ được đựng ở trong một cái hũ, nó gọi là hũ bằng thiếc, bũ bằng kim loại, và sau đó thì được phủ một cái lớp sơn màu xám đậm ở đây, màu kiểu xi măng. Và ở trước chúng ta vẫn sẽ có một cái logo của Dapperdan và một cái dòng chữ Dapperdan ở bên trên này. Ở bên trên sẽ có một cái ký hiệu sản phẩm là Ultra Matte, dưới sẽ có một cái dòng chữ rất chi là nổi bật ở đây, đó chính là Super High Hold. Super High Hold là một cái độ giữ nếp rất là kinh khủng. Bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong xem rõ hơn về mùi hương. Bên trong thì nó sẽ có một cái chất sáp nó hơi kiểu cream. Về cái mùi hương của nó ấy, mình ngửi ra ở đây là có một mùi như là mùi vani rất là nhẹ, và một cái mùi nó một cái mùi quả nó hơi chua chua. Rõ hơn thì cái mùi này mình nghĩ là một cái mùi của quả raspberry, là một cái quả mâm xôi ấy. Đúng rồi, quả mâm xôi chính xác luôn. Cái mùi nó hơi chua chua và nó khá là thanh. Như mình ngửi lần đầu thì mình sẽ không quen đâu, bởi vì là mình cảm thấy nó rất là hắc. Nhưng mà cho đến mình ngửi ngửi sâu ấy, sau đó thì mình ngửi quen rồi thì mình thấy đây là một cái mùi nó thật sự rất là fresh và khá là hợp cho các bạn vuốt vào mùa hè luôn. Và vì cái chất sáp của nó là một cái chất sáp cream clay, cho nên là các bạn break down ra thì nó khá là dễ dàng. Nhưng mà khi mà các bạn soup out thì các bạn sẽ cảm nhận được một độ sạn nhẹ. Nó rất là nhẹ thôi, thực sự thì nó không đáng để nói. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà apply tóc ấy là nó hơi khô một chút. Thực ra thì đây có thể là đặc điểm chung của hầu hết tất cả những con clay rồi. Đã là clay thì rất ít con có thể mang lại độ ẩm được. Mặc dù nó là clay nhưng mà mình nghĩ là nó có thể phù hợp trên những loại tóc mỏng, mật độ trung bình hoặc là tóc trung bình dày luôn. Còn tóc mỏng mà thưa thì mình cũng chưa chắc đâu. Cảm nhận tiếp theo khi mà mình apply tóc ấy là nó sẽ cung cấp một cái độ dính vừa đủ để cho các bạn có thể tạo được cái độ texture nó tự nhiên nhất có thể. Như ở trên tóc mình đây là mình đang vuốt con này được khoảng tầm 6 tiếng rồi, và các bạn có thể thấy là cái độ kết dính của nó cho ra cũng khá là vừa đủ, đúng không? Cái độ kết dính của nó cho ra cũng không quá là nhiều, và đặc biệt là nó không để lại vụn trắng ở trên tóc. Là một số những con vuốt tóc clay thì thường ấy nó sẽ để lại một ít vụn trắng, nó như kiểu là gầu ấy, khi mà các bạn xoa nhài nó giống hệt là tuyết luôn. Và có thể như mọi người đang nhìn mình ở camera này thì mọi người có thể cảm tưởng như cái sáp này nó sẽ đóng băng, nó đóng cứng cái đầu của mình, nhưng mà thật ra là không phải như vậy đâu. Để mình restyle lại cho các bạn xem, các bạn có thể thấy là một cái độ nó thật sự rất là tự nhiên ở trên tóc của mình luôn ấy. Này, như kiểu tóc mình đang không vuốt với gì luôn ấy. Khi mà mình như này thì cái độ tóc nó vẫn có đàn hồi một cái lực vừa đủ. Cái độ hâu của nó ấy thật sự phải nói là rất chi là trâu. Mình có sử dụng nó để đi tập gym, sau đó thì đi chạy hoặc đi chơi. Mình vuốt từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, về mình gội đầu mình tắm lại vẫn nguyên cái form tóc như thế luôn, nó không hề bị xẹp đi một chút nào nhá. Mặc dù mình đã có đội mũ bảo hiểm đâu đó rất là nhiều lần rồi. Apply xong thì nó sẽ có một cái độ mùi hương nó tỏa, khoảng một tiếng đầu thì nó tỏa khá là mạnh, cho nên là các bạn sẽ ngửi thoang thoảng cái mùi của quả mâm xôi ở quanh đầu mọi người. Sau đó thì cứ một tiếng sau nó giảm dần đi một chút thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ là khoảng tầm 6 tiếng rồi thì nó vẫn còn mùi hương ở trên tóc, nhưng mà nó không còn tỏa mạnh như trước nữa. Thì điều này tránh cho các bạn cái trường hợp sợ mùi của những con sáp vuốt tóc.
Và các bạn để ý là cái volume mà nó cung cấp cho mình khi mà mình vừa mới apply xong ấy là một cái độ volume khá là cao, cho tới bây giờ là 6 tiếng thì cái độ volume nó vẫn như vậy, nó vẫn cao như vậy, đôi khi là nó còn cao hơn cả trước, bởi vì là cái sáp nó đã ngấm vào tóc của mọi người rồi và nó sẽ có một cái độ tự nhiên rất là ok. Sau khoảng mấy tiếng khi mà các bạn restyle lại thì tóc cũng khá là mượt, các bạn sẽ cảm thấy nó hơi khô nhẹ thôi nhưng mà nó không bị cảm giác là bị dính tóc. Và vì nó là clay cho nên là nó sẽ có thêm một cái tính năng nữa là hút dầu trên tóc của mọi người. Mình vuốt con này xong thì đúng là tóc mình giảm được cái độ bết rõ rệt và giảm cái độ tiết dầu đi khá là nhiều. Điều này là mình khá là ưng và khá là vui, chắn là mình sẽ sử dụng con này xuyên suốt cả mùa hè luôn. Và ngoài ra thì mình có tìm được thêm hai con clay nữa, nhưng mà hai con clay này mình sẽ để review vào clip sau. Và nếu như mà mọi người có quan tâm đến sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể bấm vào nó để biết thêm về Ultramate cũng như là những sản phẩm mà Tony Wark đang bán. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip sau. Peace.